chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác, mà tu bốn niệm trụ, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác, mà tu bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác, mà an trụ thánh đế khổ, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác, mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác, mà tu bốn tịnh lự, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác, mà tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác, mà tu tám giải thoát, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác, mà tu tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác, mà tu pháp môn giải thoát không chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu bậc cực hỷ, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác, mà tu bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác, mà tu năm loại mắt, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác, mà tu sáu phép thần thông, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác, mà tu pháp môn tam ma địa, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác, mà tu pháp môn Đà La Ni, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu mười lực Phật, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu phép quán 12 chi duyên khởi theo chiều thuận nghịch, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà khởi chứng trí quả dự lưu, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà khởi chứng trí quả nhất lai bất hoàn a la hán, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà khởi chứng trí quả vị độc giác chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà khởi nhập trí bậc tránh tánh ly xanh của bồ tát chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà nghiêm tịnh cõi phật chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà thành thục hữu tình chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà khởi thần thông bồ tát chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu trí nhất thiết chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu pháp không quên mất chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu tánh luôn luôn xả